Chào cô Bích, cô Bích này khỏe không? Chào bà ngoại. Ngày mai à? Chắc có chứ. Chưa biết, phải coi điện thoại coi cái ấy. Có ai vô nữa này? Rồi. Xin mời Hội Thánh mở ra bài thánh ca 134. Bài thánh ca 134, bài ca tâm linh. Một trăm ba mươi bốn bài ca tâm linh. Thank you.
Chúa được xây dựng cho mọi người. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa hiện diện với chúng con buổi tối nay trong chương trình lớp giáo dục thần học cuộc đời của Chúa Thế. Thánh Chúa ngài ban ơn cho chúng con cũng như các học viên đầy dẫy thánh linh của Chúa. Chúa thánh linh dẫn chúng con vào trong mọi thực dạy dỗ chúng con và lời của Chúa hầu chúng con sống trong những ngày đầy khó khăn để chúng con sớm được tập Chúa trên những vật của con cảm ơn Ngài. Còn nếu có ai trong lòng chúng con có sự mệt mỏi, đau yếu thì xin Chúa ngài thật đi để chúng con có lòng nhẹ nhàng và sự bình an của Chúa Giêsu đầy nhập vào trong mọi tâm lòng chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Con giao chương trình này trong lời Chúa của tối hôm nay và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị đợi tôi tí xíu. Sao cô Trần khỏe không? Hôm nay có cô Trần chưa không? Các bạn thì em khỏe hết hả? Dạ, khỏe không sư? Cảm Chúa là từng rồi chào quý bạn chị em. Chào tất cả quý anh chị em ở trên Facebook. À, từng rồi chúng ta học đến giai đoạn thứ ba rồi, chúng ta đã học đến giai đoạn giai đoạn 1, rồi sau chúng ta qua giai đoạn 2, trong năm được đến 1, chúng ta đã học giai đoạn 3, chưa xong. Ôm lại một chút xíu, ở giai đoạn 3 thì trong bài Đại sứ nước trời, học làm sứ đồ, trong Matthew đoạn 10, câu 1 đến câu số 4. Chúng ta học giai đoạn 3 trong câu số 17. Tới giai đoạn thứ 3 thì ở từng đời chúng ta có nhắc đến đó.
Đó là cái quan trọng trong tiến trình phát triển các môn đồ, người học hỏi sẵn sàng trở thành các sứ đồ được Chúa sai đi trong tư cách là đại sứ của Chúa Giêsu trong thế giới có nhiều cái nhu cầu. Ở trong cái câu chuyện này được chép ở đâu cô Bích? Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu mấy? Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 từ câu 1 cho đến câu số 4. Vào năm chức vụ của Chúa Giêsu và trong năm đó được lệnh gọi là năm gì? Năm được bánh mộ. À, điều này xảy ra ở đâu? Ở trong Luca đoạn 6 câu 12 nằm ở trong cái trường hợp nào? Trên núi. Có một điểm rất là quan trọng cần phải lưu ý. Thì chúng ta thấy đó, đó là Chúa Giêsu đã chọn những người Ngài biết rõ để làm sứ đồ cho Ngài. Họ cũng là những người trưởng thành. Lấy ví dụ đó là ai? Ông Phi-e-rơ. Rồi người nào nữa? Sau khi mà ông Phi-e-rơ thì ông có gia đình không? Có bà già. Phi-e-rơ có gia đình nha, có vợ. Bà già là bà già, bà nhạc gia. Ông Phi-e-rơ ông có cái không có cái bà cái tên có ý nghĩa là bà cái tên đó thứ nhất là cái gì? Bốn người này chứng tỏ họ là những người làm việc chăm chỉ trong cuộc sống ngoài đời. Và chúng ta biết họ là những ngư phủ, người đánh cá đó, thành công ở trong mát. Mát đồng 1 còn 20. Ngài liền kêu hai người thì họ để CPD cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo ngài, như họ có đang đang có công việc và họ có những người thuê làm công, thì nghĩ là làm công, có người làm công, có người mướn thì cũng bận rộn lắm, tại vì nhiều công việc cho nên phải mướn thêm người làm. Mà khi Chúa kêu gọi thì họ bỏ bỏ lưới, bỏ thuyền mà theo Chúa Giêsu. Vì sao Chúa chọn người trưởng thành làm lãnh đạo? Chúng ta rút ra một bài học nào về công tác lãnh đạo trong hội thánh mình? Đó là những điều mà chúng ta từng rồi chúng ta học cái phần cuối. Hôm nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục nằm ở trong giai đoạn thứ ba ở trong câu 21. Như vậy ba giai đoạn trong chức vụ của họ rất là dễ nhớ phải không? Rất là dễ nhớ. Chúng ta đặt tên cho mỗi người trong một cái giai đoạn. Ba tựa đề gọi là
ý sau đây đặt sai thứ tự. Môn đồ trong thời gian. Sứ đồ, môn đồ chưa chọn thời gian. Bây giờ xin chúng ta giai đoạn 1 câu 21 đó. Giai đoạn 1 là môn đồ gì? Môn đồ chưa chọn thời gian. Ghi vô môn đồ chưa chọn thời gian. Giai đoạn thứ hai là gì? Môn đồ chọn thời gian. Môn đồ chọn thời gian. Chọn thời gian là sao? Là làm full time phải không? Dạ, theo Chúa lâu ngày lâu năm á. Chưa chọn thời gian là chỉ là phạt tham thôi. Chọn thời gian là phô tham. Giai đoạn thứ ba là sao? Là làm sứ đồ. Giai đoạn thứ ba là sứ đồ. Môn đồ là gì cô Bích? Sứ đồ là gì? Ok, đúng rồi đó. Môn đồ là được Chúa kêu gọi, Chúa huấn luyện. Sứ đồ là được Chúa sai đi để mà trở thành trưởng thành này, để đem sứ điệp của Chúa ra đến người khác. Như vậy thì chúng ta biết ba giai đoạn. Môn đồ chưa chọn thời gian là họ chưa có thật sự theo Chúa full time, đi làm, đi học đạo. Là cái môn đồ mà giai đoạn là chọn thời gian là họ bỏ hết, bỏ lưới, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chị em đi theo Chúa. Giai đoạn thứ ba là họ là sứ đồ và sứ giả của Chúa. Môn đồ là người học học đạo, sứ đồ là người đi giảng đạo ha, được sai đi để đem tin lành đến cho những người khác. Bây giờ mình kể tên bốn sứ đồ là ngư phủ theo hai cặp anh em. Cái thứ nhất là ai? Là Phi-e-r. Cái thứ nhì là ai? Cái nhì là Andre. Cái thứ ba là ai? Là Gia-cơ. Thứ tư là ai? Rồi chúng ta nhớ ha, bốn người đánh cá, bốn người là ngư phủ đó, nghề đánh lưới đó, anh bắt cá. Thưa ông mục sư, dường như Phi-e-rơ với anh Rê là anh em, Gia Cơ với Giang là anh em ruột phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Thì chúng ta nhớ là từng cặp ha. Mà nếu mà thân thiết á, với Chúa á, thì có Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng nha. Kiểu, nãy nghe có tiếng cô Chanh mà giờ không nghe. Dạ, hồi nãy tôi nghe tiếng cô Chanh lên tiếng. Tôi cũng mừng, thầy cô bữa nay có mặt tôi cũng mừng. Như vậy thì chúng ta thấy câu 23 đó, trong tiếng gọi trong mỗi giai đoạn trong cái chức vụ đó, trong chức vụ của các
môn đồ á, thì mình viết cái số của địa danh mở đầu giai đoạn ấy. Ở đây nó có là A, B, C, có 1, 2, 3, có A là môn đồ chưa trọn thời gian là ai, là số mấy? Số 2. Số 2 là bên sông Vũ Đanh phải không? Là B á, là môn đồ trọn thời gian là số mấy? Số 3 là bên biển Galilee phải không? Số 3. Rồi sau đó là C, là sứ đồ ở đâu? Số 1 là trên núi. Chúng ta nhớ nha, phần cuối là khi mà Chúa gọi các sứ đồ đó, Chúa làm gì? Chúa cầu nguyện. Chúa ở trên núi cầu nguyện thâu đêm đúng không? Cầu nguyện thâu đêm để Chúa làm gì? Chọn các sứ đồ. 12 môn đồ là sứ đồ. Như vậy thì chúng ta tóm tắt những cái điều đã biết về 2-3 giai đoạn chức vụ của 4 ngư phủ. 4 ngư phủ là có ai với ai? Phi-a. Ai nữa? Andre, rồi Gia Cơ, rồi Gia ai Cơ, nữa? Dạ Văn. Ok, nhớ nha. Thì giai đoạn thứ nhất bắt đầu bên bờ sông, sông nào? Bên bờ sông Vô Đanh. Bờ sông Vô Đanh, sông Phi Vô. Bờ sông Vô Đanh. Khi đó họ gặp Chúa Giêsu ở trong năm thứ mấy? Năm gì? Dạ, năm chuẩn bị. Năm chuẩn bị. Vào lúc này thì họ theo Chúa Giêsu. Họ theo Chúa Giêsu và trở thành môn đồ. Chưa có trọn thời gian. Họ còn đi về đánh cá mà phải không? Họ còn đi về đánh cá mà. Dạ, chưa trọn thời gian họ còn trở về đánh cá. Đó là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ nhì đó. Bắt đầu từ bờ biển nào? Nãy là bờ biển Vô Đanh. Nhưng mà giai đoạn thứ nhì từ bờ biển nào? Nãy phần trên mình là ra biển rồi nha, gọi là biển, bên kia gọi là sông. Biển Galilee. Đó là vào đầu năm nào của chức vụ Chúa Giêsu? Dạ, đầu năm được mến mộ. Năm được mến mộ đi vô. Như vậy thì năm được mến mộ của Chúa Giêsu thì khi Chúa Giêsu kêu gọi họ trở thành môn đồ thì họ chưa trọn thời gian ở trong thời gian này. Nhưng mà qua tới giai đoạn thứ ba đó, thứ nhất thì qua giai đoạn thứ hai họ cũng còn đi đánh cá và Chúa kêu gọi họ đi, và sau đó thì qua giai đoạn thứ ba bắt đầu trên trên đầu. Trên núi. Ok, đi vô. Như vậy trên núi là trong xứ. Hồi nãy trong biển Galilee, gọi này trong xứ gì? Trong xứ Galilee.
trong xứ Galilee mà biển Galilee mà xứ Galilee nha. Và vào năm năm gì? Năm được mến mộ. Năm được mến mộ bây giờ. Tại đây cùng với 8 môn đồ khác, Chúa Giêsu đã chọn họ vào hàng 12. 12 gì? 12 sứ đồ của Ngài. Hồi thì để sứ đồ, hồi để các sứ đồ nha. 12 các sứ đồ, đến đây thì họ sẽ dùng các sứ đồ nha. Dạ, tại vì số nhiều không? Sứ. Tại vì họ trong thời gian cũng có Chúa huấn luyện rồi. Rồi họ đi về, Chúa kêu gọi, Chúa huấn luyện rồi họ đi về làm ăn. Rồi cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn thật sự là Chúa chọn, họ đi chọn thời gian luôn. Thì rồi ở trong cái phần này, thằng Mác á, thì gọi là các sứ đồ. Matthew thì gọi là các môn đồ. Thì mình đã giải thích vấn đề đó rồi. Thì bây giờ á, chúng ta xem đến hai môn đồ sau cùng trong 6 môn đồ của nhóm đầu tiên. Mình nhớ đi, cái nhóm đầu tiên gồm có là ở trong câu số 8 đó. Thứ nhất là Phi-e-rơ. Nhất là Phi-e-rơ gọi là Simon phải không cô Bích? Dạ. Chưa có đổi ở tên ổng là Simon. Dạ, cái thứ hai là Andre. Cái thứ ba là Gia-cơ. Thứ tư là Giăng. Thứ năm là Phi-líp. Thứ sáu là Barthelemy. Thì chúng ta nhớ sáu tên của môn đồ. Môn đồ thứ nhất. Hôm nay mình thêm đúng. Đó là sáu môn đồ đầu tiên thứ nhất không một sư? Dạ dạ. Tại vì có tới 12 người lắm nhưng mình chia ra. Dạ, yeah, cái phần này là sáu đầu tiên. Dạ. Yeah. Như vậy thì qua câu 25 đó thì chúng ta thấy có hai môn đồ sau cùng trong 6 môn đồ của nhóm đầu tiên, đó là ai? Nãy mình vừa nói đó. Philip và Barthelemy. Philip và ba. Barthelemy. Philip và Barthelemy không phải là anh em, nhưng mà xếp theo cặp đi đôi, dường như là hai bạn thân. À, mình trở lại, chúng ta mở trở lại ở trong trong sách Giăng. Giăng đoạn 1 câu 43 đến 51. 43 đến 51 chúng ta dở ra trong Giăng đoạn 1 câu 43 51 trang 107, tầng ước trang 107. Qua ngày sau, Đức Chúa Giêsu muốn qua xứ Galilê tìm Philip mà phán rằng hãy theo ta. Và Philip là người Bethsaida, đồng thành với Andre và Phi-e-rơ cũng như cùng xóm làng. Philip gặp Nathanael nói với người rằng: chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến. Ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Joseph. Nathanael nói rằng: há có dịch gì tốt ra từ Nazareth được sao? Philip nói: hãy đến xem. Chúa Giêsu thấy Nathanael đến cùng mình bên bèn phán về người rằng: này một người Israel thật, trong lòng người không có điều dối trá gì hết. Chúng ta gặp tới cái phần chữ này là một người Israel thật, trong người không có điều dối trá gì hết. Nathan thưa rằng: bởi đâu thầy biết tôi? Chúa Giêsu đáp rằng: trước khi Philip gọi người, ta đã thấy người lúc ở dưới cây vả. 49
Nathanael lại nói: lại thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Chúa Giêsu đáp rằng: vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây bả, thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Ngài là phán: quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con ngựa. Đoạn kinh thánh này rất là hay, quý ông bà anh chị. Cái câu đầy ý nghĩa hay luôn. Rất là hay. Đoạn kinh thánh này có việc sẽ chúng ta sẽ học về Chúa trong phần này. Thì chúng ta thấy Nathanael. Vậy là Chúa khen ông Nathanael. Ở trong đây thì dùng là Nathanael. Còn trong bài học về Ptolemy là cũng một ông đó, một sinh. Chắc là một ông. Sao khác tên nha? Chúng ta thấy đó. Chúa thấy trong trong lòng con người của mình, nhiều khi mình thấy cái con người đó tốt quá, làm này làm kia tốt bên ngoài, nhưng mà ở ở trong không tốt. Chúa thấy cái người đó không tốt, cho nên Chúa biết hết, cho Chúa biết, chứ không phải là ô mình thấy ô người đó tốt quá, nhưng mà Chúa thì Chúa thấy trong lòng, không thấy bề ngoài. Có nhiều người mình thấy sao họ xấu quá, nhưng thật ra trong tấm lòng của họ, trong tấm lòng đó thì họ sống đẹp trong Chúa. Cho nên mình đừng có nhìn bề ngoài. Như ở trong Cựu Ước có nói cái câu Đức Chúa Trời là người nhìn xem bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời họ xét tấm lòng. Cái chọn đi giúp cái câu đó nói. Cho nên ở đây chúng ta thấy Nathanael, ổng Chúa nói ổng là người này, này một người Israel thật, trong lòng không có điều dối trá gì hết. Trong người Chúa, Chúa nói với ông Gióp, Gióp là người trọn vẹn, người nghe thẳng. Chúa nói một xe là cũng là một người hiền hòa, người khiêm nhường với thế gian, người trọn vẹn. Cho nên đối với Chúa, chúng ta không thể nào, mình con người thì mình chỉ thấy bên ngoài, mình Chúa thấy bên trong tấm lòng. Thì chúng ta thấy á, trong trong mát á, Chúa Chúa khi mà Chúa mà kiên ăn, Chúa kiên ăn là Chúa cầu nguyện ở trên núi đó, thì Chúa chọn chọn các môn đồ, Chúa chọn. Cho nên mình làm gì mình cũng phải cầu nguyện nhờ cái Chúa. Thì chúng ta thấy Nathanael còn tên gọi nào khác nữa? Barthelemy. Bạn gọi là Barthelemy. Cũng chỉ có một ông đó hả, một thứ ha. Một ông nhưng mà có hai tên, người Do Thái. Có nhiều tên lắm, nhưng như mình trong nhà mình đặt tên thằng cu thằng tèo vậy đó. Đi học thì nó có tên khác. Giống như nhà là có thằng Jonathan, đó là thằng Thiên Bảo, rồi nó lại ở nhà gọi nó thằng Châu Châu đó. Nó cái bà tên rồi.
Fierro thì được có ba tên là có Fierro, Simon, rồi Sapphire đó. Nó rất ý nghĩa. Thì chúng ta thấy nãy cô Bích hỏi có cái ông này có phải là ông Bác Thê Lê Mi hay không, thì Dạ, không khúc nhầm dưới rồi. này nó rõ lại Và rồi. cấp dưới thì cho mình biết à. Dạ. Thì ông này Nè thà, mẹ, nè không có hai tên, em. không có hai tên, mà ở đây là chúng ta thấy là ông nói là Nazareth có gì tốt. Này nhìn thấy thành Nazareth nhỏ, Nazareth từ cái gì mà ra từ Nazareth đâu có gì tốt đâu, nhưng người họ khinh 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 Chúa Giêsu Nazareth có gì tốt. Nhưng mà Nazareth là một cái nơi mà thành Nazareth, Bethlehem, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu trở về thành Nazareth trú ngụ. Và chúng ta thấy đó, ông nói vậy, nhưng mà ông Philip thì nó đến xem này. Thì Chúa nhìn thấy ổng có cái con người ngay thẳng, con người có tấm lòng thật. Chúa Giêsu kêu gọi ông. Chúa Giêsu kêu gọi ông. Chúa Giêsu nói với ông là ông đi thì ông thấy những việc lớn, những việc vĩ đại, những việc cao trọng, những việc lớn hơn việc đó nữa. Chúa sẽ mở mắt cho ông thấy, Chúa sẽ cho ông thấy thiên sứ từ trên trời đi lên đi xuống với con người, bảo vệ con người. Con người đây là Chúa Giêsu duy nhất, là đấng đấng duy nhất, là đấng Christ, con lộc sanh Đức Chúa Trời, là đấng duy nhất. Chỉ có một đấng duy nhất mới có thể cứu rỗi chúng ta thôi. Ngoài đấng ấy không có ai có thể đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi. Nên Chúa mới nói chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác thì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được. Nhiều người đó đưa đường này nào về La Mã này kia, không có đâu. Duy nhất chỉ có con đặc sanh của Đức Chúa Trời, và duy nhất chỉ có một đấng trung bảo ở giữa loài người, đó chính là Chúa Giêsu Christ, là người Nazareth đã đến thế gian mang thân xác con người, chịu chết và sống lại cứu độ chúng ta. Chỉ duy nhất có đấng đó, cho nên chúng ta phải nhờ đấng đó mà được cứu. Tên con đọc sanh Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta. Vì vậy cho nên Chúa nói với ông Nathanael là Barthelemy đó, là sẽ thấy những điều lạ lùng, thấy thiên sứ nữa. Đã không? Đi theo Chúa mà còn thấy thiên sứ nữa, đã ha. Có phước, có phước. Thấy thiên sứ ở trên trời đi lên đi xuống với con người. Cho nên chúng ta thấy tuyệt vời. Như vậy thì chúng ta thấy đó, tên nhân vật được Philip đưa đến với Chúa Giêsu đó là ba, có là gì? Ba thê lê mi, ba thê lê mi là ba nhà ba thàn là em đấy. Đi vô ba thê lê mi gọi là na tha na en. Như vậy chúng ta thấy Natha na en chứ, còn tên gọi là, nào khác nữa là ba thê lê mi.
Nathanael gọi là Barthelemy đã nói điều kỳ diệu nào về Chúa Giêsu trong văn đoạn 1 câu 49? Ông nói là thầy là con Đức Chúa Trời, là vua dân Israel. Wow. Thấy con người thật, con người mà Chúa thấy trong lòng là thật, trọn vẹn. Thì con người đó nói ra những lời thật. Như ông Phi-e-rơ nói, Ngài là đấng rít con Đức Chúa Trời hằng sống, thì Chúa mới nói là ai nói? Ai nói cho ông biết? Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh, chứ không phải thịt và máu nói cho ông biết đâu. Còn ông mà Nathanael thì nói lại thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel, ghê chưa. Còn Philip thì nói vậy, Philip thì nói là chúng ta đã đập gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, đấng tiên tri cũng có nói, ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con Giô-sép. Ông Philip thì ông nói là ông gặp đấng Christ mà Môi-se đã chép trong luật pháp, coi như là đã ứng coi như là đã thực hành, đã ứng nghiệm, đã ứng nghiệm chứ, dùng từ ứng nghiệm lâu quên rồi, cái từ đã ứng nghiệm trong luật pháp Môi-se, ứng rít luật pháp Môi-se đã nói, nhưng mà nói rất là rõ, con nói rất là rõ Đức Chúa Giêsu ở Nazareth mà lại là con của Giô-sép nữa. Nhưng mà qua đây thì chúng ta thấy ông Nathanael á, ông Nathanael thì lại nói rõ hơn nữa, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua Israel. Wow, đã tuyệt vời á, không biết ha. Họ đầy dạy Chúa, đầy dạy Chúa trong lòng. Kinh Thánh nói khi mà mình đầy dạy Chúa trong lòng thì miệng mình sẽ nói ra. Còn khi nào mà người mình cay đắng á, người mình cay đắng hay là người mình giận dữ hay là người mình có những cái điều gì không tốt thì nó cũng nằm ở từ gốc đến đáy lòng, nó cũng bộc lộ ra. Chúa nói mình suy nghĩ gì là mình nói ra cái đó mà. Trong đầu mình, trong lòng mình nghĩ gì là mình nói ra. Cho nên là ông Nathanael á, Chúa nói ông rất là đúng. Chúa nhìn thấy ông là một con người thật, không có một cái điều gì dối trá gì hết. Ít có người nào vậy lắm ha. Nhiều khi thì đó giờ mình cứ nghĩ là ô, trong Kinh Thánh của ước mình nghĩ là ông Môi-se là người trọn vẹn, rồi ông Gióp là người được Chúa cũng nói là người trọn vẹn, là người người ngay thẳng, trung thành, tốt. Nhưng mà qua của ước thì chúng ta thấy có một cái con người mà ít có ai để ý đến ha, cô Bích ha. Chúa nhìn trong lòng cho mình, người ngoài bề ngoài mình không có biết được. Ngoài họ che giấu hay lắm. Dạ đúng rồi, thì mình thấy cái ông Nathanael này được Chúa khen trong khu phố. Chúa mới ước. Nhìn thấy ở xa mà Chúa biết rồi. Chúa khen, mặc dù ông muốn nổi tiếng như các môn đồ khác, nhưng mà nhưng mà ông đã được Chúa nhận định ông là con người thật.
trong Được con chú khen có phước quá, thấy dạ nghe thấy hàm. nghe thấy hà luôn, trong trong người ông không có điều gì dối trá chị hết, không có điều gì dối trá chị hết. Rồi khi mà ông nhận định Chúa đó, khi mà ông gặp Chúa rồi ông nghe Chúa nói cái quá khứ của ông rồi thì ông thấy rõ, tại vì ban đầu thì thấy ông là nói, con của Đức Chúa Trời. ban đầu ông nói là Chúa Nazareth, Thánh Linh mở mắt cho ông ông nói mở Nazareth, trí cho ông hiểu biết, bảo vệ người nào tốt thì được Chúa ở cùng trong ông. đúng rồi, cho nên ông nói há có gì tốt ra từ Nazareth. Nhưng mà ông cũng 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 nghe bạn của mình là Philip. Philip nói hãy đến xem, tôi đã gặp Đấng Christ, Đấng Christ mà Môi-se có chép ở trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói, ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth là con Giô-sép. Rồi Chúa cũng tỏ cho ông Nathanael thấy những sự lớn lao vĩ đại, còn nhiều việc nữa, còn nhiều việc nữa, thấy nhiều cái việc lớn. Chúa nói quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra, thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Thấy nhưng mà cảm ơn Chúa là đó là những cái môn đồ sứ đồ theo Chúa ngày xưa, thấy những phép lạ tận mắt tận tai, nghe giờ ở chung với Chúa, cho nên họ khi mà Chúa Giêsu chết, Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu về trời thì họ sẵn sàng hy sinh cái mạng sống của họ vì danh Chúa để rao giảng tin lành. Tất cả mọi người đều tự đạo vì danh Chúa, tại vì họ biết chắc. Tuần trước chúng ta đã nói là những môn đồ này sẽ làm gì với dân cái 12 con 12 chi phái Israel, để phán xét phán xét là quan tòa đó. Cho nên nó là 12 chi phái Israel là những người dân Israel nó cứng đầu lắm á. Cho nên nó là cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, một con người Chúa thấy trong lòng, Chúa thấy trong lòng, và con người đó nói ra những cái lẽ thật, nói ra những cái điều đầy ơn. Ở đây Chúa không có nói là tại sao ai nói cho người nói hay là Đức Thánh Linh nói, không nói giống như ông Phi-e-rơ, tại vì Phi-e-rơ lúc mà ai đâu cũng muốn bỏ Chúa hết rồi, với Chúa mới hỏi giờ còn các ngươi nói ta là ai, với Phi-e-rơ nói ta thầy là Đấng Christ con Đức Chúa Trời hàng sống. Chúa nói mà Chúa khen Phi-e-rơ, và sau đó thì Phi-e-rơ cản nói là thôi Chúa sẽ lên Giê-su-sa-lem, Chúa sẽ chịu đau khổ là chịu đóng đinh 3 ngày Chúa sống lại đi. Phi-e-rơ cản Chúa thì Chúa nói ớ Sa-tan hãy lui ra, vì sao ngươi làm cho kẻ giáp phạm đó. Thì chúng ta thấy cái lời khen thứ nhất có thể Führer khoái chí, mà lời thứ Führer nói nhiều quá cho nên nó bị coi như là bị hố. Lời thứ nhì thì Chúa lại ớ Satan, và Chúa nói lúc mà Führer trước khi Chúa Giêsu bị bắt thì Chúa nói ta cầu nguyện cho ngươi, tại vì ma quỷ đang sàng sải. Chúng ta biết là tuần rồi tôi giảng ở trên nhà thờ về cái ma quỷ đó, quyền lực ma quỷ mình phải cần chiến thắng Satan, thì nó đủ mua ma chú quỷ nó cám dỗ mình phải không? Cho nên mình phải cẩn thận, thì mình đừng có nghĩ mình đứng, mình nghĩ mình đứng, mình nghĩ mình giữ cái ngã mình, thì khi mình tự hào mình vỗ ngực mà nó ô tôi toàn vẹn, tôi hơn người này hơn người kia trong nhà thờ, hãy cẩn thận với ông bà anh chị em, đừng có đắc chí, đừng có tự hào, mà mình phải luôn luôn dò xét cái lòng của mình. Tại vì khi mà mình kiêu ngạo á, mình phạm tội với Chúa Thánh Linh á, thì Chúa Thánh Linh lìa xa mình. Khi Chúa Thánh Linh lìa xa mình rồi thì sao?
dễ dàng ma quỷ đó đến nó nhập vô, nó control chúng ta. Chúa Giêsu kể câu chuyện mà khi một người mà đuổi quỷ ra rồi thì cái tấm lòng đó mà không có để Chúa Thánh Linh ở trong lòng, không có để Chúa làm chủ đó, thì mang quỷ má mấy Satan mấy quỷ đó đi vồ nó, mà nó tìm chỗ nó không có đi á, nó quay trở lại, mà nó quay lại không phải một con đâu, bảy con nè á, nó càng khủng hoảng hơn nữa. Cho nên tấm lòng của chúng ta phải để Chúa cai trị. Chúa mà không cai trị là ma quỷ nó dễ, mình phải dễ xa vào chứa cấm một chỗ đó. Mình mà không cầu nguyện, mình không tỉnh thức á, vì mình đừng có ỷ lại, mình biết này biết kia là mình chết. Mình phải nhờ sức của Chúa, mình sống đời sống tốt đẹp trọn vẹn giống như Nathanael. Thì trong cái con người không có cái dối trá gì, người ngay thẳng thì người đó được phước. Với vậy bà với em, mình làm gì mình cũng phải sống, mình phải rise with God, mình sống ngay thẳng với Chúa thì là không ai bắt bẻ mình được, không ai bắt bẻ mình được. Còn mình sống gian dối, mình sống công quẹo, mình sống ngay thẳng là ma quỷ nó tìm đủ mọi cách để nó bắt bẻ, nó kiếm cớ phá hoại, cám dỗ chúng ta. Cho nên khi chúng ta sống ngay thẳng với Chúa, cho dù có hoạn nạn đi nữa quý vị, mình cũng được phước. Tại vì Chúa nói là người công bình thì gặp nhiều hoạn nạn mà, nhưng mà Chúa sẽ mở đường ra quý vị. Chúa mở đường mình ra khỏi, Chúa mở đường mình qua khỏi. Còn mà mình mà lúc mà mình hoạn nạn mà mình chối Chúa, mình xa lìa Chúa, thì lúc đó sao Chúa cứu, Chúa giúp mình được, phải không? Và nếu mà mình trọn vẹn, mình ở trong Chúa, mình gần với Chúa, mình nhờ kỳ Chúa đó, lúc mình hoạn nạn quý vị, mình kêu cầu Chúa thì Chúa sẽ giúp mình, rồi mình sẽ thấy những việc lớn lạ lùng. Mình đi với Chúa, Chúa và sẽ mình sẽ thấy những việc lạ lùng ở trong đời sống của mỗi chúng ta, Chúa sẽ. Cho nên tôi luôn luôn nói với các bạn em, khi mà mình sống bởi đức tin đó, mình mới thấy phép lạ của Chúa là. Còn nếu mà mình sống bởi đức tin đó, thì giống như ở xứ Mỹ hoặc giờ ở Việt Nam cũng vậy ha, mình bệnh thì mình cũng có mua bảo hiểm rồi, phải không? Rồi mình thiếu tiền thì mình đi vô nhà văn mình mượn, rồi không có tiền thì mình đi làm. Nhiều khi mình không có thấy gì, mình thấy cuộc đời bình thường thôi. Mà khi chúng ta sống bởi đức tin, mình tin cậy Chúa đó, cái việc nhỏ như việc lớn thì chúng ta sẽ thấy phép lạ của Chúa làm một cách lạ lùng. Rồi câu 27 đó, chúng ta thấy Nathanael gọi là Barthelemy đã nói điều kỳ diệu nào về Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 1 câu 49. Con Đức Chúa Trời. Ok, ghi vô. Thầy là con Đức Chúa Trời, hay gọi là vua Israel. Tuyệt vời ha, mình đã học thêm một cái tên mới nữa là Nathanael, là một người rất là thật, chân thật, mà trong con người không có sự dối trá. Chúng ta ít khi nào thấy Chúa khen ha. À, này là Chúa khen. Hello chị Christina. Cho nên chúng ta ghi nhận cái điều này ha, ghi nhận điều này rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng Chúa cũng khen chúng ta, Chúa cũng khen chúng ta. Ờ, nếu mà mình trung tín, mình trọn vẹn thì Chúa khen chúng ta. Ngày cuối cùng Chúa khen chúng ta là cái gì? Môn đồ trung tín, hãy được lắm. Đến đây hưởng sự yêu mừng của Chúa người. Amen. Chúa khen. Amen. Mình phải trung tín nha. Chúa là đấng thành tín, mình thì bất tín. Nhưng mà Chúa kia khuyên chúng ta phải trung tín cho đến chết, thì chúng ta mới nhận được mũ việc thiên của sự sống. Chúa là thành tín,
mình thường hay bất tín với Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta, Chúa kêu phải tục tính cho đến chết. Rồi, câu 28. Như vậy, quý ông bà anh chị em thấy các sứ đồ này ở gần sông Giô-đanh với ông Giăng Báp-tít. Đó không? Ông Giăng Báp-tít. Và khi họ gặp Chúa Giê-xu đó, lúc ban đầu, ở trong văn đoạn 1 đó, thì chúng ta thấy đó, đó là bắt đầu năm nào của Chúa Giê-xu? Bắt đầu là năm nào? Năm chuẩn bị. Vì sao họ cũng đi với Chúa Giê-xu ở trong năm? Chuyển tiếp một cái chiến, trong cái chiến trở về lại xứ nào? Xứ Galilê, vì họ cũng là người Galilê. Galilê quê hương của Nathanael ở đâu? Ở trong Cana. Bây giờ mình mở ra ở trong văn đoạn 21. Văn đoạn 21 câu số 2. Simon Peter, Thomas gọi là đi đêm, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilee, các con trai của CBD và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Okay. Như vậy là quê của ông ở thành Cana. Đi vô Cana. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà Chúa Giê-xu với các môn đồ đó, trở lại Galilê đó, họ đến thành nào? Họ đến thành nào? Thành Cana. Thành Cana. Thành Cana. Ở trong văn đoạn mấy? Văn đoạn 2. Văn đoạn 2, câu 1 đến câu 2. Cách 3 ngày sau có đám cưới tại tại đâu? Tại Cana. Sông tứ Galilê. Và mẹ Đức Chúa Giê-xu có tại đó. Đức Chúa Giê-xu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Chúng ta thấy rõ hả? Cana. Mà Cana là quê hương của ai? Quê hương của? Ok. Quê hương của Nathanael, phải không? Bartholomew. Không có hai tên nha. Rồi, thì chúng ta biết cái thành phố Cana. Cana là có ông Nathanael sống. Rồi có cái gì nữa? Có tiệc cưới. Có mở tiệc cưới nữa nha. Đó, có tiệc cưới Cana mà Chúa lúc đó là Chúa làm cái gì? Hết rượu rồi Chúa. Chúa qua nước thành rượu nha. Cho nên chúng ta biết cái thành phố Cana này có hai điểm quan trọng. Điểm thứ nhất là tiệc cưới của Chúa qua nước thành rượu. Điểm thứ hai là có một môn đồ mà trong lòng Chúa khen, môn đồ ngay thẳng, trong lòng không có sự dối trá. Rồi ông nói Chúa Giê-xu là đức con Đức Chúa Trời, là vua Israel ha, rất là hay. Cho nên mình nhớ học đọc ở trong Cana là mình biết hai cái nhân vật này, một là tiệc cưới, hai là môn đồ của Chúa. Chúng ta biết cái thành phố này. Thì ngoài cái việc này thì chúng ta thấy cái câu chuyện xảy ra đó là vào năm gì? Chuẩn bị hay là vào năm mình một? Năm chuẩn bị, Chúa Giê-xu đang quay trở lại thành này, gọi là xứ Galilê, rồi Capernaum hay là Nazareth, xứ gì?
câu 29 á, câu 29 á. Câu 29 là xứ Galilee hay là Capernaum hay là Nazareth? Nazareth. Năm năm chuẩn bị á, năm chuẩn bị là Chúa bắt đầu ở đâu? Năm chuẩn bị là Chúa quay trở lại đó. Năm chuẩn bị mà Chúa quay trở lại là năm đó là năm ở cái địa điểm nào, ở cái vùng nào, ở cái thành phố nào, ở xã nào? Nazareth. Đi vô ở Nazareth. Xin xem bản đồ Galilee. Như quý vị thấy, hai thành phố nhỏ hơn là Na-in và Cana nằm khá gần Nazareth. Dùng Galilee, Capernaum, Cana và Nazareth. Bên kia là Bethsaida, ở dưới là Na-in. À, mấy cái thành nhỏ nhỏ ở dưới đó, nhớ không? Thì Nazareth nằm giữa. Ở trên thì dùng Galilee, ở dưới là Capernaum, nằm bên trái phía bên trái phải. Cana nằm ở giữa, Nazareth nằm ở dưới Cana, ở dưới nữa là Na-in. Như vậy thì hình Nazareth không phải nhỏ đâu nha quý vị. Nazareth nằm ở giữa nhưng đất nó phình ra cũng lớn á, chứ nhỏ đâu. Nhưng mà nhiều khi họ chê Nazareth có gì hay. Như vậy thì chúng ta thấy đó, những cái thành nào nằm ở phía bắc Nazareth, Cana, phía bắc là nọt đó, ở trên đầu á. Hai trong sáu câu chuyện của năm chuẩn bị xảy ra tại thành nhỏ Cana trong gian đoạn 2 là Chúa làm gì? Chúa quay nước thành rượu. Chúa Giêsu quá nước. Quá nước thành rượu. Ở trong gian đoạn 4 Chúa làm gì? Ok. Chúa chữa lành con trai quan thị vệ. Như vậy ở trong năm chuẩn bị Chúa làm hai cái phép lạ. Trong sáu câu chuyện nhưng mà có hai cái điều nổi bật. Trong gian đoạn 2 và gian đoạn 4 là Chúa qua nước thành rượu và Chúa lành con trai của quan thị vệ. Thì bây giờ chúng ta thấy đó, mình biết hai cái nguyên nhân mà Chúa Giêsu thường xuyên ghé đến Cana. Cái thứ nhất vì gần nhà Ngài tại đâu? Gần nhà Chúa ở đâu? Chúa ở Nazareth. Chúa Nazareth. Thì Chúa về nhà thì thường thường Chúa phải đi ngang qua Cana, thấy không? Cho nên hai thành đó kế bên Nazareth. Giống giờ cũng như là săn bóc lô ghé qua El Sudente nhà cô Hảo, hay là ghé qua nhà chị Linh ở Fino, phải không? Ghé qua nhà thờ rồi đeo chẳng hạn, gì nó nằm gần vậy đó. Mỗi khi đi ngang qua thì Chúa đi ngang qua, Chúa đi về Nazareth thì phải đi ngang qua Cana.
và cái thành phố đó trước nó nằm ở trên nọ phía bắc gần nhà của Chúa. Đây là thành phố quê hương của một môn đồ. Môn đồ đó tên là gì? Nathanael nha. Nathanael. Đúng ra chúng ta thấy ở trong cái câu chuyện này đó, Chúa gọi Nathanael ở trong Giăng đoạn 1 câu 43 51 và cái câu chuyện đám cưới tại Cana trong Giăng đoạn 2 câu 1 đến câu 12 đi chung với nhau. Kinh Thánh cũng của chúng ta thì chia thành hai đoạn, thành hai câu. Chứ trong nguyên văn không chia như vậy. Việc chia ra đoạn 2 để làm câu chuyện trên bị cắt thành hai phần trong khi thật ra là một phần. Như vậy sau khi gọi Nathanael là môn đồ Chúa Giêsu đến dự tiệc cưới tại thành phố quê hương của ông, cũng giống như ngày đến dự tiệc tại nhà Ma-thi-ơ ngay sau khi gọi Ma-thi-ơ. Cũng nên nhớ Chúa Giêsu đang ăn trong nhà của Phi-e-rơ sau khi gọi ông, khi ngài chữa lành bà gia Phi-e-rơ. Chúa gọi ông lúc đánh cá mà. Trong bài này thì để Chúa gọi gọi ông lúc chữa lành bà gia. Chúa vô thăm nhà bà gia Phi-e-rơ. Với lời tóm tắt ngắn gọn này thì đó là cái bài này nha. Quý ông bạn cho em bài cái bài này họ nói vậy đó. Rồi chúng ta có thể thấy rõ Chúa Giêsu muốn giữ phần vào nếp sống của gia đình của các sứ đồ tương lai của ngài để đem các thành viên khác trong gia đình và bạn bè của họ vào nước ngài. Như vậy chúng ta biết Chúa Giêsu đã đến nhà hoặc thành phố quê hương của ít nhất ba trong các sứ đồ tương lai của ngài. Họ là ai? Họ là ai trong câu ba la ba đó? Nathanael. Vậy ai nữa? Ghi vô. Nathanael, Matthew là làm người làm nghề gì? Pierre, ok. Ở trong bài này thì họ nói là nên nhớ rằng Chúa Giêsu kêu gọi những người này lần đầu tiên bên bờ sông Giô-đan vào năm đầu chuẩn bị. Hồi thì nói là kêu gọi trong đó, trong nhà ăn. Hồi thì nói kêu gọi chỗ đánh cá. Thì thôi. Thì chúng ta thấy ông Nathanael đó là gọi là Barthelemy đó. Thưa với Đấng Christ trong Giăng đoạn 1 câu 49 là thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là gì? Thầy là vua dân Israel. Tuyệt vời ha, rất là tuyệt vời. Mình dễ gì mình nói được, mình sao mình biết được. Mình sao biết Chúa Giêsu để mình nói được một câu đó. Thì chỉ có con người trọn vẹn, không có một cái chi dối trá người mà cũng kính Chúa thì mới biết được nói vậy đó. Còn Phi-e-rơ là nói là Chúa, nói Thánh Linh cho ông nói á. Không phải ông tự nói đâu. Và ông tự nói đâu, nhưng mà ông này hay quá, thấy học được học cái gương một người trọn vẹn ở trong Chúa thích quá. Như vậy thì trong số 12 sứ đồ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 đó, trừ
trong số 12 môn đồ thì trong Matthew đoạn 10 ai là người đầu tiên được Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu là vua, gọi Chúa Giêsu là vua chứ. Và thầy lê mi sứ đồ nào là bạn thân của Philip? Cũng là ba thê lê mi nó đi đôi với nhau nha quý vị. Cái kia là Phi-e-rơ và hai anh rê. Còn Gia Cơ với ai? Giang. Với ông Giang. Philip với ai? Bethlehem. Xin cho biết tên của quê hương vị sứ đồ này. Ở đâu? Cana. Cana. Cana nó nằm ở phía sau hay phía nọt của thành Nazareth? Phía nọt. Phía nọt. Phía nọt nha, phía bắc nha. Nhớ bản đồ nha. Thì bây giờ chúng ta thấy đó, mình ôn lại nha. Mình ôn lại. Bây giờ rồi. Ok. Còn 18 phút nữa. Bây giờ chúng ta ôn lại cái phần đã học. Xin viết tên vị sứ đồ tương ứng với mỗi người. Em trai của Phi-e-rơ là ai? Anh Rê. Anh của Giang là ai? Gia Cơ. Gia Cơ là anh nha, chứ không phải là em đâu nha. Nhớ nha. Gia Cơ là anh của ông Giang. Và ông Văn là người sao đặc biệt hả? Người được Chúa yêu, người được Chúa yêu nha. Ông cũng sống lâu nhất á. Vị sứ đồ có gia đình là ai? Ông Phi-e-rơ. Phi-e-rơ. Người đưa ba Thê-lê-mi đến với Chúa. Là Philip. Hai con trai của CBD là ai với ai? No, 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 no. Hai con trai của CBD đó. Gia Cơ là ai? Gia Cơ và Văn. Hai người này là người nào anh, người nào em? Dạ Cơ anh. Dạ Cơ dạ anh à, anh. Còn Phi-e-rơ là con của ai ông Mục Sư? Phi-e-rơ anh đi đây á. Phi-e-rơ hả? Dạ, Phi-e-rơ anh đi đây. Hai anh em. Có chứ, nhưng mà mình quên rồi. Để coi. Matthew đoạn 10. Có ai nhớ không? Tự nhiên hỏi quên mất. Simon. Sứ đồ thứ nhất Simon muốn gọi Phi-e-rơ và anh Rê là em. Người. Không có ghi hả? Sau đó để rồi trả lời sau thì tự nhiên cũng quên. Yeah, không thấy gì nào thấy. Có đó, nhưng mà bà ngoại có nhớ không? Ông bác mới có biểu hả? Có nhớ?
Có nhớ à, ông Führer với anh Re là con của ai không? Vậy con của sấm sét có gì 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 không? Chúa đặt phải không? Ừ, để trả lời sau đi. Cô Bích tự nhiên ngang ngang, ngang hỏi là không nhớ nổi sao. Ok, ghi vô Fierro và Giặc Andre. Con của ai ha, để mình tìm tới trả lời đi. Ừ, hỏi cho phải, đã để im chứ đang 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 đang, đang live, mình không có nhớ hết được. Ok, mình đang chú ý trong bài này. Con của CBD. Chỉ biết bà già, nhớ bà già phi rồi. Ok, rồi. Mình giữ đó đi, tuần sau mình nhớ về về đọc ra rồi tìm tìm hồi bấm ra đi. Rồi. Anh D. Anh của anh D lại. Rồi. Người được Philip đưa đến với Chúa Giêsu lại. Ok. Ba thê lê mi. Người đã đưa Phi-e-rơ đến với Chúa Giêsu lại. Anh rê. Em của Gia Cơ lại. Bạn của Ba Thê Lê Mi lại. Philip. Người được anh Rê đưa đến với Chúa Giêsu là ai? Người sống tại Cana lại. Bạn của Philip lại. Tại mình học cái này thường hay lặp lại để làm gì, để cho mình nhớ. Dạ, tại vì cái tên của họ khó khó nhớ lắm. Khó nhớ lắm cho nên đó là mình giờ lớn tuổi rồi cũng nên cũng khó nhớ. Dạ, nên lặp đi lặp lại. Rồi. Mình qua bên câu 36 đi. Bây giờ mình đã câu 35 ha, câu 35 khá dài nhưng mà lặp đi lặp lại để mình nhớ ha. Em trai của Phi-e-rơ là ai? Anh D. Anh của dân là ai? Mình đã ghi rồi đó. Thầy Gia Cơ. Vị sứ đồ có gia đình là ai? Người đưa Barthelemy đến với Chúa là ai? Hai con trai của CBD là ai? À, anh của anh Rê là ai? Rê. Anh của anh Rê. Người được Philip đưa đến với Chúa là ai? Người đã đưa Phi-e-rơ đến là ai? Em của Gia-cơ là ai? Bạn của Ba-thê-lê-mi là ai? Người được anh Rê đưa đến với Chúa Giêsu là ai? Phi-e-rơ. Người sống tại Cana là ai? Philip.
Bạn của Philip là ai? Ok. Đọc viết cũng mệt rồi. Ok, còn 9 phút nữa. Rồi mình sẽ học hết cái phần này. À, hai câu nữa ta. Câu 36. Xin viết thuộc lòng nha. Nhóm 6 sứ đồ đầu tiên. Viết ngang theo. Thứ nhất là Phi-e-rơ. Thứ hai là Anh-rê. Thứ ba là Gia-cơ. Thứ tư là Thứ năm là Thứ sáu là Và thề lê mì. Ok, nhớ rồi nha. Rồi câu 37, bây giờ chúng ta sẽ học hết danh sách các sứ đồ. Xin nhớ con số 12 là biểu tượng của gì? Hả? Nước trời. Đi vào nước trời. Ok. Biểu tượng 12 là nước trời. Rồi. Vậy thôi. Hôm nay mình học nhiêu đó thôi. Rồi á, là kỳ sau mình sẽ học cái nhóm 6, nhóm thứ nhì. Nhóm 6 môn đồ thứ nhì. Hôm nay mình đã học. Mình ôm lại. Ok, đại sứ nước trời học làm môn đồ trong Matthew đoạn 10 câu 1 đến câu 4 thì chúng ta thấy đó, môn đồ học hỏi giờ hỏi môn đồ nha. Môn đồ là gì? Mà sứ đồ là gì? Ở đây hình như có chị Hồng Ân mà phải không? Có chị Hồng Ân, có chị hôm nay có chị Hồng Ân rồi không? Ok. Cái môn đồ là học hỏi mà sứ đồ là được sai đi, đại khái vậy á. Rồi trong tân ước dùng trong cựu ước á, thì có trong nước trong thời ông vua David này thì có người Do Thái thì có bao nhiêu chi phái? 12 chi phái. Là 12 chi phái là dòng dõi từ đâu mà còn có 12 chi phái? Dòng dõi của con của gia cố. Con của Gia-cốp. À. Mà 12 chi phái biểu tượng ý nghĩa là cái gì? Ý nghĩa nước trời. 12 chi phái. Viết tên 12 chi phái. Gọi là chi phái nào? Chi phái Israel. Ok. Khải Huyền đoạn 21 đến 14 Kinh Thánh có nói những cái hòn đá nền của thành viết tên 12 tên của các sứ đồ. Mà sau này đó trong Luca đoạn đoạn 22 á, chứ không phải đoạn 12 nha, đoạn 22 câu 29 đến câu 10 á, thì trong nước nước của Chúa đó các sứ đồ sẽ làm gì? Sẽ ngồi trên trên ngai trên các ngai nha để đón xét 12 chi phái Israel. Ok. Cho nên các môn đồ á quan trọng lắm quý vị. Ý nghĩa lắm. Rất là ý nghĩa. Thì chúng ta đã biết ngay là cái biểu tượng là cái gì? Ngay là biểu tượng nước trời. Ok. Và nước trời là số 10. Số 12.
nhóm 6 sứ đồ thứ nhất. Giờ mình kể ra có ai thuộc lòng cho một người đó, kể ra Phúc Hảo. Ok rồi à, Simon có hai tên là Simon và Simon. Simon Fierre con trai hai con trai của CBD tên là gì? André và Giang. No. Gia cơ và Giang. Trong phúc âm nào viết? Trong phúc âm nào viết hai người này? Trong phúc âm thứ tư nha, trong phúc âm Giang nha. Ở trong câu số 10 á. Câu số 10. Rồi hết giờ chưa? Thôi hết giờ rồi. Rồi tuần sau mình hỏi sơ qua rồi mình sẽ học tiếp. À, tối hôm nay mời cô Hảo còn miệng đi. Cô Hảo. Amen. Chúng ta cầu nguyện chung, Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đại lương ngày, xin tha tội lỗi chúng con, khi chúng con tha trả phạm tội lỗi cùng chúng con. Xin chưa để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi địa ngục. Vì nước quyền, vinh hiển của Chúa Cha đời đời vô cùng. Amen. Hallelujah. Kinh khen Giê-xu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kinh khen Giê-xu. Dứt dây chúng con hoài. Xin chào cô Quýt, chào bà ngoại, chào cô Hảo, chào các anh chị em. Gặp lại Chủ nhật nha. Dạ. Rồi, chú Hồng Phước. Xin
chào chị Linh, xin chào má nuôi,